nghệ thuật cosplay hay còn gọi là hóa trang theo nhân vật, tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là niềm đam mê hết sức cầu kỳ. Vào các dịp lễ hội, sự kiện hàng năm, các cosplayer sẽ mặc trang phục của các nhân vật game, phim ảnh, hoạt hình, truyện tranh nổi tiếng. Cosplayer Oanh Dương với biệt danh Cáo là một cái tên hết sức quen thuộc trong làng cosplay, tuy không xuất hiện nhiều trong các game show hay các cuộc thi trên sóng truyền hình. Song Cáo lại có ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng cosplayer với thâm niên 10 năm kinh nghiệm cosplay các nhân vật từ trẻ đến già, từ nhân vật nam đến nhân vật nữ, từ cổ trang đến manga. Cáo từng đoạt giải Cosplay Contest 2018 Manga Festival, cosplayer được yêu thích nhất Otaku Festival 2015, trở thành giám khảo quyền lực, khách mời danh dự tại các cuộc thi lớn như Cosplay Competition 2018 tại Đại học FPT. Cô được đánh giá là một trong những cosplay thể hiện nhân vật đa dạng và chuyên nghiệp ở Việt Nam. Không thể nào. Gì á, gì mà gì, chịch xịt xịt mới ăn cay xong hả? Anh coi đi nè. Trời, đẹp chưa? Mê liền. Ôi. Ôi chua cha ơi, đẹp dữ vậy. Trời ơi, nói tới người đẹp là phải để anh. Quá. Xuất sắc. Trời, này nhìn quen lắm nè. Đoán đi, nhân vật này làm nghề gì? À, người mẫu mới đẹp vậy nè, giống như em vậy đó. Đây là một ca sĩ ảo. Từ ca sĩ còn ảo nữa. Đúng rồi anh, bây giờ là thời đại 4.0 mà, cái gì cũng ảo hết trơn. Wow. Là nhiều khi là em ngồi đây là đang ảo chứ không phải thật. Đúng được mà, dữ quá. Ca sĩ ảo là sao? Đây là ca sĩ ảo có tên là Lạc Thiên Y. Bạn này là không có thật nha anh, hoạt động chủ yếu trên môi trường YouTube đấy. À, trên nền tảng mạng xã hội này nọ, YouTube. Trời ơi, không có thiệt hả? Ước gì có thiệt ha. Ngoài đời mà đẹp như vậy chắc nhiều fan hâm mộ lắm rồi. Đẹp quá em ơi. Chính xác. Hôm nay em và ban biên tập của chương trình ta đã mang đến cho anh một món quà. Món quà? Anh biết lý do vì sao mà hôm nay bên ban biên tập mình đã giấu nhẹm tên khách mời không cho anh biết không? Ồ, ê. Đừng nói. Chương trình mình đã bỏ một số tiền thật khủng hôm nay để mời ca sĩ ảo này về đây ngồi nói chuyện với anh. Trời ghê vậy? Giờ công nghệ hologram gì rồi chiếu hình đến đây anh em mình gặp hả? Dạ. Trời, sao hiện đại vậy? Wow. Bây giờ muốn gặp luôn không? Muốn gặp liền không? Okay. Muốn dần sao giờ sao? Và quý vị khán giả hãy nhắm mắt của chúng tôi. Được chưa? Đó, đâu? Bang, bang, bang. Khử khuẩn chưa? Sao? Nhìn qua đây hả? Hồi não? Nè, nhiều tiền lắm anh. Đừng chạm hỏng. Thử chay. Người ta thấy cái phim là đụng xuyên qua luôn mà. Hồng là anh đề đó nha, em không có tiền trả chương trình đâu nha. Trời ơi, gì chứ tiền bạc gì tâm lây nữa. Ê, đụng được nè, đụng được mà. Người thiệt mà. Chào em. Sổ sàng quá nhưng mà cái là sao? Ủa nè, là người thiệt đụng được mà. Ủa là sao? Khoan đã. Trước khi giải đáp mọi thắc mắc trong lòng Hà Đa Bơ cũng như quý vị khán giả là cái câu hỏi vừa rồi của Nhâm Phương Nam là như thế nào đây, thì xin chào đón mọi người đang đến với chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Với Chuyện Đó Chuyện Đây được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và không biết là nãy giờ Nhâm Phương Nam đang giấu giếm điều gì hay tạo sự tò mò chúng ta ra sao về một cô gái này là người thật là người Việt hả em? Dạ vâng. Đó người Việt Nam á, dạ vâng kìa hay không? Mà sao đẹp quá em ơi, rồi là làm sao, rồi YouTube, rồi truyện tranh, rồi điện tử là làm sao? Câu hỏi đầu tiên em muốn hỏi anh là anh có hài lòng với món quà của em và ban biên tập không? Bất ngờ thì có đó, mà hài lòng thì chưa lắm, tại vì phải khám phá câu chuyện là như thế nào kìa. Ok, thực ra thì bây giờ để em giới thiệu luôn nha. Hôm nay em và mọi người đã mời đến đây bạn Hoàng Oanh, là một cosplayer nổi tiếng của Việt Nam. Không những trong nước mình mà nước ngoài cũng biết đến bạn luôn. Và bạn đã từng có cơ hội đi giao lưu với các bạn bè quốc tế. Và anh nghĩ là thông tin chi tiết hơn thì để cho Hoàng Oanh giới thiệu. Dạ, xin
Xin chào mọi người, em tên là Hoàng Oanh ạ. Em năm nay 23 tuổi và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề chính của em là designer và photographer và cosplay là đam mê chính của em. Ồ, đa năng quá. Như vậy đây là một cô gái trẻ, người Việt Nam mà sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đang là nhà thiết kế rồi nè, rồi nhiếp ảnh gia. Bên cạnh đó là đam mê về việc hóa trang các nhân vật nổi tiếng. Và những nhân vật này xuất phát là từ, để anh đoán nha, truyện tranh là chắc chắn rồi nè. Rồi ca sĩ ảo gì YouTube cũng có nè. Rồi trò chơi điện tử nè. Rồi phim hoạt hình nè. Như vậy phong cách của em hình như là Nhật Bản đúng không cưng? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Mình trải qua quá trình hóa trang á thì mình phải make up với lại tạo hình lại cái khuôn mặt của mình. Với lại sử dụng tóc giả, còn khi được thay đổi màu tóc thì nó cũng đã thay đổi khuôn mặt với lại thay đổi cái vóc dáng bên ngoài của mình rồi. Vì sao bạn đam mê về công việc này? Dạ, ban đầu á, em biết tới cosplay là vào năm 2009. Đó là cái năm mà cosplay vẫn chưa có phổ biến lắm ở Việt Nam. Đó là em nhìn thấy được mấy cái video ở trên YouTube á, là có các bạn hóa trang thành những cái nhân vật mà em thích và các bạn cũng thích nữa. Là em thấy ồ cái này hay quá, tại sao là các bạn có thể làm được như vậy. Em mới tìm hiểu thì mới phát hiện ra là mấy bạn mua đồ về hoặc là mấy bạn tự may đồ, rồi mấy bạn làm các cái bộ tóc giả và các cái vũ khí hoặc là những cái phụ kiện cầm tay các thứ cho giống với lại nhân vật mà mình yêu thích. Thì từ đó em mới bắt đầu theo đuổi và đam mê cái bộ môn này. Em bắt đầu cosplay từ năm 2012, là cách đây tầm 9 năm. Lúc mà em bắt đầu thì cosplay cũng đơn giản lắm anh. Lúc đó mình chưa có châu chuốt gì nhiều về cái ngoại hình của mình cả. Mình chỉ cái màu tóc của mình giống, kiểu tóc của mình giống. Khi mà em được gặp các cosplay ở nước ngoài thì em mới phát hiện là nó không có đơn giản như vậy. Như vậy là qua gần chục năm thì mình đã từ từ nâng cấp độ lên. Lúc đầu chỉ là bắt chước thôi, từ từ phải là hóa thân. Cái việc hóa thân nó rất là quan trọng và cực kỳ khó, bởi vì thể hiện được thần thái và cái hình thức bên ngoài nữa. Đối với bạn Hoàng Oanh á, thì cái việc mà mình theo đuổi đam mê gần chục năm vậy á, có được sự ủng hộ của gia đình không? Dạ không ạ. Đó là ủa, vậy từ... là ba mẹ này cũng giống nhau rồi kìa. Ba em ủng hộ em học thiết kế. Dạ, thì thiết kế cũng là một trong những đam mê của em. Thì nó cũng liên quan đến cái đam mê và sở thích đó, là chính là thiết kế ra những bộ trang phục để mình hóa thân vào nhân vật. Dạ. Mà lạ cái tại sao gia đình nó ngăn cản mà cái đam mê này, anh thấy nó rất là lành mạnh mà hình như nó tốn kém. Đúng rồi, chắc cả nhà sợ tốn tiền mua đồ đúng không? Em nghĩ để coi, em phân tích nhá, trên một cái concept này thôi đó, thì nguyên một bộ đồ này chắc phải tốn rất nhiều tiền đúng không ạ? Dạ vâng. Còn chưa kể đến tóc này, phấn son, make up, rồi làm nail nữa anh, làm nail rồi nhẫn này, đi mua lựa mấy này cũng cực lắm chứ bộ. Đó thì sương sơ dạng bộ tốn khoảng nhiêu cân? Nếu như mà rẻ lắm á thì cũng tầm 1 triệu đến 2 triệu. Hả? Rẻ lắm rồi đó. Dạ. Còn bộ đồ như là game á, như những bộ đồ trong trò chơi điện tử mà mình hóa thân thành thì nó sẽ dao động từ 7 đến 10 triệu một bộ. Đồ nghe toát. Vậy là mỗi bộ đồ mình sẽ chỉ dùng được với một nhân vật, hay là cùng một bộ đồ đó mình có thể xài được qua những nhân vật khác? Một bộ đồ mình chỉ dùng được cho một nhân vật thôi. Đúng rồi, mỗi nhân vật đều có một bộ đồ đặc trưng để tạo nên cái tên tuổi của họ mà. Thì với đam mê này á, bộ trang phục hay là thiết kế hoặc là hóa trang nào khiến cho em ấn tượng nhất từ trước tới giờ luôn á? Ấn tượng nhất từ trước tới giờ thì em ấn tượng với lại những cái bạn có thể make up mà body painting á anh. Những cái bộ cosplay mà phải body painting đó là đổi màu da thành một cái màu khác, màu xanh, màu đỏ hoặc là màu tím. Cái phần body painting đó nó rất là tốn thời gian, với lại rất là tốn nhiều công sức. Với lại các bạn phải am hiểu về khối cơ thể người thì mấy bạn mới có thể body painting được. Đối với em thì body painting là khó nhất trong cosplay. Thì công việc này bạn có phải chịu nhiều cái khó khăn ở cuộc sống xung quanh không? Khó khăn thì cũng không nhiều lắm anh. Tại vì cơ bản là em không quan tâm lắm về mọi người nói gì về em á. Dạ, tức là năm em học cấp 3 là cái khoảng thời gian mà em bắt đầu cosplay á, thì em nhận được những cái lời nhận xét trái chiều từ bạn cùng lớp rất là nhiều. Sau đó thì một vài năm khi mà em đã cosplay đẹp lên rồi thì các bạn cùng lớp hồi năm cấp 3 mấy bạn mới nhìn lại, mấy bạn nói vậy là em làm như vậy là có mục đích, em trở nên đẹp hơn. Rõ ràng là viên kim cương này cũng phải chịu nhiều áp lực. Thực ra là em rất khâm phục về cái độ thần tinh thép của Hoàng Oanh. Ban đầu khi mà bạn chọn một cái con đường đi mà đi ngược với số đông, đương nhiên mình sẽ nhận rất nhiều những cái ý kiến trái chiều, thậm chí là lăng mạ. Và Nam hiểu cái vấn đề đó, mà cái sự cố gắng của Hoàng Anh ấy đã đi được đến con đường ngày hôm nay rồi.
thì sẽ là một cái sự lan tỏa lớn trong cái niềm đam mê trong cái nghề cosplay này. Và mọi người cũng sẽ thấy được là cái sự thành công của cái việc cosplay nó đi đến đâu và mang lại giá trị hiện thực ra sao. Đúng, Nam chia sẻ quá hay luôn, bởi vì đây chính là cái thông điệp mà chúng tôi muốn lan tỏa. Đây, Hoàng Oanh là một trong những tấm gương để giúp cho nhiều bạn trẻ có thể đam mê về cosplay hay bất cứ một cái sở thích nào đó hơi khác người một tí, nhưng mà chúng ta tự hào vì điều đó và khiến cho chúng ta có thể sống thỏa đam mê, bên cạnh đó còn kiếm thêm thu nhập nữa mà. Thì rõ ràng đây chính là một trong những bước đệm để cho chúng ta có thể phát triển những cái tài năng trẻ như vậy. Và chỉ có những cái áp lực mà mình tự chủ động vượt qua thì đó mới là bước đệm của thành công. Thì đối với thành công ngày hôm nay á, bạn đã có được những thành tích như thế nào ở trong nước cũng như là quốc tế? Thành tích trong nước thì em có một vài thành tích khi mà em tham gia các cuộc thi ảnh lúc mà em mới vừa bước chân vào giới cosplay. Thì em giành được một số giải thưởng, giải nhất, giải nhì ở các cuộc thi ảnh với lại cuộc thi trực tiếp ở các festival. Và sau đó thì chủ yếu là em làm khách mời với lại là làm ban giám khảo chấm thi cho các cuộc thi cosplay. Trời ơi, ban giám khảo trẻ quá dữ. Anh muốn được trải nghiệm thật sự và được xem cái tài năng, tài nghệ của em với đôi bàn tay khéo léo đó, và đặc biệt là sự sáng tạo. Hãy cho tụi anh thấy một chút xíu bất ngờ đi. Khi với một vóc dáng, một gương mặt đơn giản, mộc mạc, dễ thương, gần gũi như vậy, hóa thân thành một nhân vật khác đi, ngoài cô ca sĩ ảo này. Thì từ trước tới giờ em đã từng hóa thân bao nhiêu nhân vật rồi em nhớ không? Đếm nhẩm thử khoảng bao nhiêu không? Cũng 9-10 năm rồi em sao anh nhớ nổi. Một năm thì trung bình là mình khoảng chục người không? Một năm em có được khoảng 5 đến 10 nhân vật. Đó, cứ cho là chục người đi. Thì giờ gần 10 năm đó, gần 100 nhân vật, gần 100. Thì trong tất cả 100 như vậy á, ngày hôm nay hãy chọn ra cho anh những nhân vật mà em cảm thấy tâm đắc hay là dễ hóa thân nhất, để bây giờ khán giả có thể theo dõi trực tiếp luôn tài nghệ của em tại phim trường. Dạ vâng. Thì em chọn nhân vật CL Phantom Hive là nhân vật trước giờ em chưa từng cos nha. Đây là lần đầu tiên em cos nhân vật đó tại đây. Nào, xin mời phòng máy và bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi theo dõi những hình ảnh của CL ạ. Đây, CL đúng không nào? Trong bộ phim rất là nổi tiếng Hắc Quản Gia thì nhân vật này có tạo hình rất là cá tính hen. Rồi anh nghĩ là những cái phụ kiện như vậy là mình phải tự may. Dạ vâng, mình tự may hoặc là mình tự làm bằng tay á. Là thủ công hết. Dạ vâng. Thì nguyên liệu đâu ra để em tìm để cho nó giống cái hình ảnh này? Mình có thể tìm dễ dàng ở các cái cửa hàng bán các vật liệu may mặc với lại làm đồ thủ công á anh. Dạ. Đâu thử một cái hình ảnh khác với tư thế khác của bạn CL này nào. Nhân vật này nam hay nữ vậy em? Dạ nam. Và đây thì Nam lại hơi tò mò từ nãy giờ. Theo như Nam biết thì chủ yếu là mọi người sẽ thường cosplay theo những cái chủ đề như là các nhân vật trong phim này, nhân vật trong trò chơi điện tử hoặc là trong truyện tranh. Thì không biết là trong ba cái chủ đề đó thì mình cái việc mình cosplay nó có khác biệt nhau quá nhiều không? Ví dụ như trên game đi thì mình chơi nhân vật đó mình cảm thấy là ồ nhân vật này hợp với mình quá, nhân vật này có cái nhân sinh quan hợp với mình quá, nhân vật này ngầu quá, mình thích nhân vật này, trang phục của nhân vật này hợp với mình hoặc là trang phục của nhân vật này đúng kiểu mà cái style mà mình thích thì mình có thể cosplay theo. Với lại trên ba chủ đề này thì cosplay manga anime thì nó có thể coi là dễ hơn so với là cosplay game, tại vì game thường là nó sẽ có các phụ kiện là các vũ khí của nhân vật, nó sẽ nặng tiền hơn về cái quá trình mà mình làm việc làm các cái trang phục. Nói ra anh mới để ý là rõ ràng là những phụ kiện và những cái trang sức bên cạnh đó cũng rất quan trọng. Nếu như làm không tới, không đủ thì sự chinh phục và thuyết phục dành cho người xem. Những hình ảnh khác của CL nào? Mỗi bộ trang phục như vậy là có một thần thái khác nhau. Như vậy thì ngày hôm nay nhờ bạn Hoàng Oanh hãy cho tôi thấy một trong những cái hình tượng đã tạo nên tên tuổi của CL nha. Dạ. Nếu mặn bộ không thì đơn điệu quá ta. Hay là để bạn làm hai bộ luôn anh? Thử thách tiếp theo. Em hãy hóa thân bạn Nhâm Phương Nam thành một nữ thần cho anh được không? Nữ thần cho anh được không? Được luôn đấy ạ. Được. Mình hóa thân thành nhân vật Cyber đi. Xin mời phòng máy cho chúng tôi thấy một số hình ảnh tư liệu. Trời, đây hả? Dạ vâng. Wow, hợp á. Mọi người thấy em có giống không ạ? Trời ơi, qua bàn tay của Hoàng Oanh thì cỡ nào cũng giống. Lát nữa là sẽ nhờ Hoàng Oanh kiếm bộ đồ nào nó hợp giống như em, giống vậy luôn nè. Và bây giờ
chờ đợi xem Hoàng Oanh cùng với Nhâm Phương Nam ngày hôm nay sẽ đột phá như thế nào với những tạo hình trong thế giới cosplay. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình và đừng chuyển kênh nha. Để hóa thân thành một nhân vật truyện tranh, nhân vật game hay nhân vật hoạt hình thì bạn phải ẩn đi những đường nét vốn có trên khuôn mặt để phủ lên những đặc trưng của nhân vật, từ lông mày, sóng mũi, gò má, đôi môi đến nốt ruồi, màu da và độ to của mắt. Ngoài việc make up, cosplayer còn phải thuộc năm lòng biểu cảm, tính cách và câu nói quen thuộc của nhân vật. Hiểu rõ nguyên tắc của một nhân vật chính là bước quan trọng nhất để trở thành một cosplayer chuyên nghiệp. Hóa thân thành nhân vật càng chi tiết, càng giữ bản gốc thì càng thành công. Xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Ngay bây giờ xin mời mọi người hãy sẵn sàng tinh thần để thưởng thức một trong những bộ sưu tập trình diễn thời trang rất ấn tượng trong tuần này cùng với chúng tôi, với chủ đề cosplay, chờ đợi xem những nhân vật hoạt hình hay là trò chơi điện tử hoặc là truyện tranh xuất hiện ra sao, ấn tượng như thế nào quý vị nha. Đầu tiên là nhân vật được rất nhiều bạn trẻ yêu mến, CL. Rồi, mời em. Hoàng tử nước Anh. Cô ấy, à không, anh ấy. Nhìn rất là cá tính đó. Ngầu. Và bây giờ sẽ là sự đồng hành cùng với hoàng tử nước Anh. Đó chính là nhân vật rất xinh đẹp, mà không biết xinh đẹp cỡ nào, ấn tượng ra sao nha quý vị. Đó chính là Cyber. Xin mời. Cái gì vậy trời? Hey. Ghê thiệt, hóa thân thành nhân vật rồi biết nói tiếng ngoại ngữ luôn. Hay. Arigato. Dữ à, đẹp ha. Anh thấy từ nam thần mà chuyển qua nữ thần cũng hợp với em lắm đó nha. Bây giờ em phải nín thở ấy. Ủa vậy hả? Tại vì thực ra cái bộ đồ này là dành cho các bạn nữ size của con gái đúng không? Mặc nãy giờ em không dám thở luôn. Ây da, anh thấy là em có cốt cách để làm gái lắm á, nhìn cưng hết sức luôn. Không, thực ra như này là em thấy rất là khâm phục được là cái tài năng của Hoàng Anh. Là cái sự biến hóa từ một người con trai sang được một thân hình của con gái như này là em thấy là sư phụ ở đó, master rồi đó. Quá ấn tượng. Nó ngứa quá anh à. Ừ, chỉ có việc là thần thái của em với còn đàn ông lắm. Gái là đó. Ông bái Hoàng cười là vì bộ trang phục mà Hoàng mất cười vì cái cậu động tác và cử chỉ của anh ấy nó vẫn chưa có hóa thân thành nhân vật được. Rõ ràng công việc cosplay này không chỉ đơn giản chỉ là hóa trang hay là mặc lên một bộ trang phục thì đã trở thành một nhân vật. Thật sự chúng ta phải dành hết tất cả tâm huyết, tình cảm và đam mê vào trong đó. Và rõ ràng đó, bạn CL là làm hoàn toàn ra dáng, còn em không ra hồn gì hết nhưng mà vẫn rất là đẹp. Ngày hôm nay fan hâm mộ của em sẽ càng ngày càng tăng cao hơn. Arigato. Giọng nói cũng cưng á. Và với công việc cosplay này thì góc nhìn của Hoàng Anh như thế nào về cộng đồng theo đuổi cosplay tại Việt Nam cũng như là thế giới?
Theo em thấy thì các bạn cosplay ở Việt Nam vẫn còn thiếu sót nhiều. Nhưng mà thay vào đó thì các bạn lại có niềm đam mê với lại nhiệt huyết rất là cao. Tức là các bạn không cần biết là mình có đẹp hay xấu, mà các bạn luôn luôn muốn là tất cả các phép với bạn đều có thể đi được. Các bạn đều có thể hóa thân mình những cái nhân vật mà mình thích. Thì khác với lại cosplay nước ngoài là các họ vẫn chưa có đầu tư để mà tự mình làm những cái bộ trang phục nhiều. Nhưng mà các bạn vẫn giữ được cái niềm yêu thích của các bạn, vẫn giữ được niềm đam mê của các bạn. Đúng như vậy, dù bất cứ một lĩnh vực hay ngành nghề nào, chỉ cần chúng ta kiên trì và trau dồi kiến thức mỗi ngày, đặc biệt là tinh thần ham học hỏi, thì chắc chắn thành công sẽ gọi tên thôi. Và giống như ngày hôm nay, lần đầu tiên Nhâm Phương Nam được hóa thân thành một nhân vật trong thế giới ảo, thì cảm nhận của bạn như thế nào? Ra thì trước đó đấy, em cũng chỉ là biết được cái bộ môn cosplay này thông qua một vài người bạn thôi. Và em cũng chưa nhận ra cái tinh thần của nó như thế nào, và em chưa biết được cái thông điệp mà người ta muốn truyền tải. Nhưng mà sau ngày hôm nay em đã có một cái trải nghiệm hoàn toàn mới, và em hy vọng rằng là Hoàng Anh cũng như là các bạn cosplayer ở Việt Nam sẽ luôn luôn tích cực và tỏa ra những nguồn năng lượng cho mọi người cùng biết về cái bộ môn này. Cảm ơn Nam, quá dễ thương. Và cảm ơn Hoàng Anh ngày hôm nay đã chia sẻ rất là nhiều điều hay mà mấy khi chúng ta có cơ hội được lắng nghe và đồng cảm cùng với nhau. Chúc cho những bạn trẻ giống như Hoàng Anh đây, cũng như là rất nhiều người hâm mộ bộ môn cosplay sẽ có được nhiều động lực hơn nữa để phát triển trong tương lai. Và bây giờ để tạm biệt tất cả quý vị khán giả, để đến với tập tiếp theo vào 19 giờ thứ bảy tuần sau trên kênh HTV7 với chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây, được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Vi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.